Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính tỉnh họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các thành viên. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự và phát biểu chỉ đạo. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng diện phủ sóng để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Huyện đoàn Bắc Quang phối hợp với các chi đoàn các xã thị trấn tổ chức các sân chơi thu hút các bạn trẻ tham gia trong dịp hè 2015. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, Tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính tỉnh đã tiến hành họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các thành viên và triển khai công tác trong thời gian tới. Dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ tư vấn chủ trì phiên họp. Tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính của tỉnh được thành lập theo quyết định số 1555 QĐTU ngày 27 tháng 5 năm 2015 của tỉnh ủy Hà Giang. Theo đó, mặc dù thời gian qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, nhưng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Đó là sự chỉ đạo của các cấp các ngành còn hạn chế, công tác cập nhật, thống kê còn chậm, việc áp dụng các thủ tục hành chính của bộ, ngành trung ương và tình hình thực tế địa phương còn dập khuôn máy móc. Đồng thời, việc công khai thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chưa đúng quy trình. Do đó, việc thành lập tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính sẽ góp phần thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh hiện nay. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các văn bản thủ tục hành chính phát sinh hoặc thay thế trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, việc thành lập tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính của tỉnh có tính đặc thù cao. Đây cũng là bước đầu tiên của tỉnh trong việc chọn cải cách thủ tục hành chính là trọng điểm đột phá, bắt đầu từ năm 2015 để giải quyết các vấn đề tồn tại trong thủ tục hành chính hiện nay. Từ cái cách tiếp cận như thế đánh giá lại ấy, thì thủ tục hành chính của tỉnh ta như thế nào? Xin báo cáo các đồng chí trực tiếp tôi vào xem những cái bộ thủ tục hành chính trên mạng mà tất cả các sở ngành chúng ta chủ động đề xuất ấy, thì rất máy móc. Máy móc một cách là chúng ta sao y nguyên thông tư của bộ để trở thành bộ thủ tục hành chính của tỉnh. Cho nên ấy, khi tổ chức thực hiện nó vướng, nó không phù hợp. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng khẳng định tâm lý ngại gạt bỏ vì quyền lợi của riêng từng lĩnh vực, từng ngành, tâm lý ngại đụng chạm đã dẫn đến việc khó loại bỏ được các thủ tục hành chính không phù hợp bất cập. Do đó, việc các cấp các ngành tiến hành rà soát cũng vẫn phải thực hiện. Song song với việc rà soát của tổ tư vấn, rà soát thủ tục hành chính và phải ưu tiên có trọng điểm rà soát cả bộ thủ tục hành chính lẫn nội dung từng thủ tục hành chính. Theo tôi thì làm rõ được cái nội hàm này thì chúng ta mới thấy được cái nhiệm vụ của mình. Chứ còn bây giờ mình còn chờ các ngành của tự rà soát cho mình thẩm định thì có lẽ sẽ rất là lâu. Đấy là cái thứ hai mà muốn nói với các đồng chí. Thế còn về phương pháp rà soát ấy, theo tôi là đúng là rà soát những cái gì mà liên quan trực tiếp đến giao dịch của dân trước. Ví dụ như cấp phép đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ, các loại dịch vụ, đúng không ạ? Chuyển nhượng thừa kế, chứng minh thư nhân dân. Mình chỉ lấy một số lĩnh vực của mấy ngành thôi chứ đừng nói cả một ngành hết. Đấy, tôi nói ví dụ như nếu nói ngành nông nghiệp mà kinh doanh có điều kiện bây giờ là bảo kinh doanh phân bón các thứ là được rồi, nhưng mà thuốc bảo vệ thực vật là tất cả những cái được đấy. Thế nhưng mà giả sử như công nghệ sinh học cao chẳng hạn thì cần phải rà soát ở đây. Đấy. Thì đề nghị là các đồng chí là toàn diện nhưng mà rà soát cái gì nó thuộc về cấp phép, đúng không ạ? Thuộc về cấp phép trước chứ không nói trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là anh được làm cái gì mà tôi được làm cái gì. Mà cái gì mà người dân ấy, người ta cần thì tập trung vào rà soát như thế. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho rằng việc rà soát với hướng tiếp cận thứ nhất là góc độ quản lý thì còn phải quan tâm đến hướng tiếp cận là người dân, là chuyên gia về văn bản, thủ tục pháp quy để thực sự linh hoạt trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới. Trách nhiệm của các đồng chí rất là nặng nề vì bộ thủ tục nó nhiều như thế. Thì phải có cách làm khoa học,
chọn cái nào thuộc của mình để mà mình rà soát. Nhưng bên cạnh đó cũng đề xuất là bổ sung thêm, ví dụ như thế, bổ sung thêm thì cho nó phù hợp với cách tiếp cận là một bên là quản lý nhà nước, một bên là đại diện người dân, để chúng ta cùng rà soát để tạo ra một cái bộ thủ tục hành chính nó sát thực tế hơn. Thì cái đó mới là cái điều mong muốn để sau đại hội chúng ta có thể tập trung cùng với cái rà soát cơ chế chính sách vừa rồi để cho Hà Giang phát triển. Trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, các thành viên của tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính của tỉnh đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ. Đó là cần có thời gian cụ thể để rà soát thủ tục hành chính của từng lĩnh vực, từng ngành cụ thể, đồng thời thống nhất trong việc phân công, phân nhiệm các thành viên của tổ tư vấn rà soát chính sách của tỉnh để kịp thời triển khai hoạt động ngay từ tháng 6 năm 2015. Ngày 19 tháng 6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Lý Mỹ Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã quan tâm tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, triển khai các phong trào thi đua trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền phổ biến luật thi đua khen thưởng được coi trọng, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình được quan tâm chú trọng, kịp thời biểu dương khen thưởng các nhân tố mới. Kết quả từ năm 2010 đến năm 2015, công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Nhiều phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên hưởng ứng và tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Các mô hình dân vận khéo được nhân rộng. Đến nay đã xây dựng nhân rộng được 3.778 mô hình trên các lĩnh vực, vận động nhân dân làm mới được 435 km đường bê tông các loại, xây mới 690 nhà văn hóa thôn, trên 13.000 công trình vệ sinh, đóng góp trên 1 triệu ngày công xây dựng các công trình. Từ các thành tích đó, tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, tiếp tục hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang, Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 với chủ đề nắm vững chủ trương, bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu chúng và đúng công tác dân vận của Đảng. Phấn đấu chỉ tiêu thi đua hàng năm 100% cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng 2-3 gương điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan. Tập thể đơn vị luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Dịp này nhiều cá nhân tập thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2010-2015. Hoạt động du lịch có những bước phát triển mạnh mẽ, hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục có bước phát triển sâu rộng. Công tác quản lý nhà nước từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của ngành còn thiếu và yếu, các sản phẩm du lịch chưa đa dạng. Đó là những nội dung lớn được đưa ra thảo luận tại Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra sáng ngày 19 tháng 6. Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện có 10 chi bộ với tổng số 126 đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.800 đội văn nghệ quần chúng, công chiếu hơn 10.000 buổi chiếu phim lưu động, hoàn thiện trung tâm học tập cộng đồng ở tất cả các xã với 22 điểm thư viện kết nối đường truyền Internet. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ 7 với hơn 7.000 vận động viên tham gia, trao 354 bộ huy chương, tham mưu cho tỉnh lập hồ sơ đề nghị và đã được UNESCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, xây dựng môi trường du lịch thân thiện. Nhờ đó, lượng khách du lịch đến với tỉnh tăng. Đến nay đạt gần 70.000 lượt khách một năm. Bên cạnh đó, về công tác xây dựng đảng cũng luôn được Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch coi là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp thêm 18 đảng viên mới, quy hoạch cán bộ ưu tiên theo hướng trẻ hóa. Tổng kết hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, phát triển bền vững, Đại hội lần thứ 2 của Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phấn đấu duy trì 100% chi bộ trong sạch vững mạnh, trên 70% gia đình đạt gia đình văn hóa,
50% làng văn hóa, tổ dân phố văn minh đô thị, trên 21% dân số toàn tỉnh tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Phấn đấu đến năm 2020, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt 1,4 triệu lượt khách. Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tìm các hướng đi mới để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động thể thao cơ sở, chú trọng đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, lên phương án bảo tồn các di tích, di sản văn hóa đã được xếp hạng. Qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tạo nên những bước đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã tiến hành bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngày 19 tháng 6, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lãnh đạo văn phòng và ban chấp hành công đoàn cùng các cán bộ công chức viên chức, người lao động trong đơn vị đã thống nhất 10 nội dung cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đó là học tập nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, gương mẫu chấp hành đúng pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Tích cực vận động tuyên truyền người thân và gia đình chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông, không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông. Khi bị tai nạn giao thông, gây tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật về giao thông phải ứng xử có văn hóa và gương mẫu chấp hành các biện pháp giải quyết, hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Không giao phương tiện của mình quản lý cho người khác không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, say rượu, bia và các chất kích thích khác. Cùng với các đơn vị trong toàn quân khu 2 và các đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tiến tới tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay, trên khắp các cơ quan đơn vị, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đang được gấp rút hoàn thành để đại hội được tổ chức theo đúng thời gian đã đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của trên, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự nghiêm túc thực hiện của cơ sở, đến hết tháng 5 năm 2015, 100% chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành đại hội. Các văn kiện phục vụ đại hội và nhân sự của Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, cổ động, các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ được tiến hành rộng khắp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến cơ sở. Các công trình chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh đang được đẩy mạnh thi công để kịp thời hoàn thành chào mừng đại hội Đảng các cấp. Có thể thấy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, lực lượng vũ trang tỉnh đã sẵn sàng cho đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thành lập, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang không ngừng lớn mạnh và phát triển. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, đài còn không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng diện phủ sóng để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phát sóng lên vệ tinh Vinasat đầu năm 2014 là một bước đột phá trong quá trình phát triển của mình. Cách đây hơn một năm, vào tháng 1 năm 2014, kênh Truyền hình Hà Giang chính thức phát sóng trên vệ tinh Vinasat, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Với quyết tâm cao độ của Ban Giám đốc cùng toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, ngoài việc tăng thời lượng và đổi mới nội dung chương trình, thì sự đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một yếu tố rất quan trọng. Tất cả các khâu, từ sản xuất chương trình đến phát sóng, từng bước được số hóa, nâng cao chất lượng tín hiệu phát thanh truyền hình. Đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang cơ bản số hóa hệ thống sản xuất chương trình và đã được đầu tư hệ thống phát sóng tự động, xây dựng trang web, giúp cho chương trình của Đài Hà Giang được truyền tải đến người xem, người nghe bằng nhiều hình thức như phát sóng qua vệ tinh, Internet, MyTV, Next TV, truyền hình cáp, phủ sóng đến 100% địa bàn tỉnh và trong nước. Khi chưa lên vệ tinh, diện phủ sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang bị hạn chế nhiều do địa hình phức tạp. Vì vậy, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa không xem được kênh truyền hình địa phương. Nhưng khi kênh truyền hình của Hà Giang được phát sóng trên vệ tinh Vinasat, thì vấn đề này đã được giải quyết triệt để.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và phát sóng qua lên vệ tinh ấy thì lại là càng có lợi cho dân và chúng tôi là càng xem là tốt hơn. Đấy, mà nhìn cả cái màn hình và cái lời nói là nó rõ ràng hơn. Xem qua cái màn hình của Hà Giang ấy là kể cả những cái lượng phát sóng trên qua cái đài truyền hình Hà Giang ấy là tôi thấy là kể cả cái nội dung, kể cả những cái chương trình là nó có những cái là phát triển và phong phú hơn so với trước. Hiện nay, chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang được truyền tải đến người nghe đài và xem truyền hình bằng nhiều hình thức qua vệ tinh, Internet, MyTV, NextTV, truyền hình cáp, đảm bảo về chất lượng hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Người xem truyền hình có thể xem được chương trình của đài địa phương ở bất kỳ địa điểm nào, cũng có thể xem lại các chương trình đã phát sóng qua website hagiangtv.vn. Thường xuyên là những cái buổi thời sự thì chúng tôi cũng để theo dõi được hết. Nhưng mà khi mà đưa vào trang web thì chúng tôi để thấy là nó rất tiện lợi. Khi nào chúng tôi rỗi là chúng tôi có thể là mở ra xem, cập nhật được những cái tin tức thời sự. Thì chúng tôi là cán bộ công chức thì cũng cần phải nắm được những cái thông tin đối với lại các cái chủ trương, chính sách của tỉnh, của Trung ương để làm việc cho nó được tốt hơn. Thế riêng đối với đài Hà Giang, trước kia chưa phát được trên MyTV thì nhiều khi chúng tôi cũng xem lại cũng rất khó khăn. Những cái thời sự, những tin tức mà hàng ngày cập nhật, cái việc đài phát thanh truyền hình Hà Giang đưa lên hệ thống MyTV là rất thuận lợi cho bà con cũng như các cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu như chúng tôi. Người xem truyền hình hay nghe đài phát thanh muốn tìm hiểu về các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội hay con người Hà Giang cũng có thể truy cập chương trình của đài bằng các phương tiện điện thoại thông minh phổ biến hiện nay đã có thể thỏa mãn các nhu cầu. Trước đây tôi cũng ít khi xem đài truyền hình Hà Giang, nhưng mà bây giờ thì công nghệ hiện đại thì tôi có thể xem đài truyền hình, kênh của đài truyền hình nhiều hơn, có thể xem được qua điện thoại, qua mạng Internet. Tôi có thể xem nó được mọi lúc, mọi nơi khi mà tôi thích. Trong lĩnh vực phát thanh, các phương tiện truyền dẫn, tiếp và phát sóng tại Núi Cấm và Cổng Trời Quản Bạ đã được đầu tư xây dựng và trang bị hiện đại, đảm bảo chất lượng phủ sóng tốt nhất, phục vụ yêu cầu tiếp nhận thông tin đầy đủ kịp thời ở cả chương trình của các đài quốc gia và địa phương. Trước đây mà chưa có công nghệ tự động phát sóng tự động thì anh em phát sóng ở trên Núi Cấm này là rất vất vả trong quá trình coi như là lấy băng tín hiệu của đài tỉnh lên đây, rồi là phát những chương trình quảng cáo, rồi các chương trình phát khác là đều là phải lấy tin rất vất vả, mà anh em trực là trên này vất vả hơn nhiều. Còn bây giờ thì phát bằng tự động thì nhàn hơn nhiều. Ngay trong năm 2014, để đáp ứng yêu cầu phát sóng trên vệ tinh, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã thực hiện việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, phát sóng truyền hình như ứng dụng công nghệ Play Info, triển khai chương trình giải pháp về quản lý, lưu trữ số, tư liệu truyền hình dựa trên nền tảng điện toán đám mây và phần mềm lưu trữ chuyên dụng, đã góp phần không nhỏ cho việc nâng cao chất lượng chương trình. Phải nói trong thời gian gần đây thì đài đã có nâng cấp những cái trang thiết bị mà nói là mang tính chất đột phá về hệ thống phát sóng tự động, có thể là một hai cán bộ kỹ thuật thì có thể duy trì một hệ thống, ví như hệ thống phát sóng tự động mà, rồi là máy lập lịch phát sóng. Ngoài ra thì mình vận hành một cái hệ thống lưu trữ hiện đại, bây giờ là hệ thống công nghệ lưu trữ điện toán đám mây ấy. Thực hiện yêu cầu số hóa chương trình truyền hình theo lộ trình của chính phủ cũng như đáp ứng xu hướng phát triển của hệ thống phát thanh truyền hình trên cả nước, tạo được bước đột phá tiếp theo trong truyền dẫn phát sóng, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đang thực hiện nhiều giải pháp đạt mục tiêu phấn đấu số hóa toàn diện vào năm 2018. Thì theo lộ trình số hóa chính phủ thì đến Đài Hà Giang trong top thứ tư thì hoàn thành số hóa toàn bộ vào năm 2020. Nhưng mà thực sự quyết tâm của ban giám đốc cũng như cán bộ công nhân viên chức trong ngành sẽ cố gắng phấn đấu để chấm dứt phát sóng analog và số hóa toàn bộ vào năm 2018. Và để làm được cái vấn đề đó thì cũng coi như một bước đột phá tiếp theo của Đài Truyền hình Hà Giang trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Thì ban giám đốc cũng như đảng ủy cũng đã triển khai để tiếp tục đầu tư các thiết bị máy móc
nó đáp ứng phần sản xuất tiền kỳ cũng như hậu kỳ, đáp ứng cái yêu cầu số hóa trong truyền dẫn phát sóng trong thời gian sắp tới. Đứng trước thời cơ vận hội mới, những người làm công tác phát thanh truyền hình Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho thương hiệu HTV, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang bay cao, bay xa hơn trong giai đoạn mới. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, vừa qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, bàn các giải pháp và thống nhất nội dung thực hiện. Một trong những nội dung chương trình trọng tâm của ngành trong năm 2015 là tuyên truyền đến 100% cá nhân tổ chức về nội dung Nghị định 119 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và thực hiện cấm bán rong, bán trên vỉa hè sản phẩm gia súc gia cầm tươi sống trên địa bàn các phường của thành phố Hà Giang. Để thực hiện có hiệu quả chương trình trên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã thảo luận, thống nhất một số nội dung trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện. Thứ nhất là tập trung tuyên truyền cao điểm các quy định của thành phố về việc cấm bán trên vỉa hè mặt hàng thịt gia súc gia cầm bằng nhiều hình thức như phát tin trên hệ thống truyền thanh, phát tin lưu động trên xe truyền thông, in tờ rơi, v.v. Thứ hai là tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thứ ba là tập trung vào biện pháp quản lý, tiến hành điều tra, rà soát thống kê các đối tượng thường xuyên bán thịt rong, bán trên vỉa hè. Từ đó bố trí sắp xếp địa điểm kinh doanh phù hợp nếu các đối tượng có nhu cầu. Trên cơ sở các nội dung đưa ra tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang cùng thống nhất thời gian và cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chủ động phối hợp trong công việc. Trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên có báo cáo về hai đơn vị để kịp thời điều chỉnh các nội dung cho phù hợp. Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn về hội nghệ nhân dân gian truyền thống cho các đại biểu là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn, cán bộ văn hóa xã, chủ tịch hội nghệ nhân dân gian, hội trưởng các chi hội và các nghệ nhân tiêu biểu trong toàn huyện. Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến về vai trò của nghệ nhân dân gian trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động đối với từng lĩnh vực cho hội nghệ nhân dân gian như nhóm nghệ nhân tín ngưỡng dân gian, nhóm nghệ nhân chế tác sử dụng nhạc cụ dân tộc, hát dân ca dân tộc, nhóm nghệ nhân truyền dạy nghề thủ công truyền thống, các văn bản quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phổ biến về luật hôn nhân và gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị về phương thức hoạt động cũng như những hạn chế cần khắc phục để hội nghệ nhân dân gian hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Hiện nay, 15 xã thị trấn của huyện Quang Bình đã thành lập được hội nghệ nhân dân gian với hơn 615 nghệ nhân tham gia. Các hội viên nghệ nhân đã tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, tích cực sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy cho con cháu như đan lát, dệt thổ cẩm, các làn điệu dân ca dân vũ, hát then, hát cọi, chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc và các nghi lễ truyền thống như lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thèn, lễ hội cấp sắc của người Dao, lễ hội lồng tồng của người Tày. Đây chính là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an Nhân dân, ngày 20 tháng 6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang tổ chức chung kết hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2015 với sự tham gia của 6 thí sinh được tuyển chọn từ 27 chi đoàn cơ sở. Trong thời gian một ngày, 6 thí sinh tiêu biểu được chọn từ vòng thi sơ khảo sẽ trải qua 4 phần thi gồm phần thi kiến thức, phần thi thuyết trình, xử lý tình huống và thi năng khiếu. Nội dung các phần thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổ chức Đoàn Công an Nhân dân, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bí thư chi đoàn, kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Hà Giang. Tại mỗi phần thi, ban giám khảo sẽ chấm điểm trực tiếp bằng phiếu kín, đồng thời đưa ra các tình huống cụ thể để các đội thi nêu lên cách giải quyết gắn với tình hình hoạt động thực tiễn cho hoạt động đoàn tại cơ sở. Thông qua hội thi, ban tổ chức đã đánh giá được kiến thức, hiểu biết pháp luật, năng lực lãnh chỉ đạo và kỹ năng giải quyết vụ việc của lực lượng bí thư chi đoàn. Từ đó tuyển chọn ra những cán bộ đoàn ưu tú xuất sắc nhất để tham dự hội thi bí thư chi đoàn giỏi cấp tỉnh do tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao giải nhất cho Trung úy Lê Quang Tiếp,
Phó Bí thư Chi đoàn Kỹ thuật Hình sự, giải nhì cho Thượng úy Bùi Đình Tiến, Bí thư Chi đoàn An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa, thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia trong dịp hè, ngay từ những ngày đầu tháng 6, huyện đoàn Bắc Quang đã phối hợp với các chi đoàn tại các xã thị trấn tổ chức các sân chơi với nhiều hoạt động bổ ích. Thông qua đó đã thu hút đông các bạn trẻ tham gia trong dịp hè 2015. Hàng ngày, nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Bắc Quang thu hút hàng trăm bạn trẻ trên địa bàn thị trấn Việt Quang đến vui chơi mỗi ngày. Ngoài tổ chức cho các bạn thanh thiếu nhi tham gia các trò chơi như đu quay, đi tàu điện, huyện đoàn còn tổ chức cho các em tham gia các lớp học võ, học múa lân, tập thể hình. Trong hè này thì em tham gia câu lạc bộ võ cổ truyền của nhà thanh thiếu nhi tổ chức. Thông qua điều này thì nó khiến em thấy khỏe hơn và cũng giúp ích được một phần cho sức khỏe mình. Và khi đó thì em thấy mùa hè này vui hơn hẳn mấy mùa hè trước ạ. Trong dịp hè 2015 này, huyện đoàn Bắc Quang chỉ đạo 23 trên 23 chi đoàn các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức các sân chơi thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn được tổ chức tại mỗi thôn bản, tổ dân phố định kỳ 2 lần một tháng. Các hoạt động đã thu trên 20.000 lượt các đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Tiêu biểu có các xã Quang Minh, Việt Vinh, Đồng Yên, Tân Lập đã tổ chức các sân chơi thu hút rất đông các bạn trẻ đến vui chơi. Ban chấp hành đoàn xã Quang Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, ví dụ như phân công cho giao cho các chi đoàn tổ chức các công trình phần việc của thanh niên, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng về địa phương, phối hợp với chi đoàn kho ca thứ tư và các chi đoàn thôn bản tổ chức các cái hoạt động giúp đỡ các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào các trò chơi truyền thống giúp lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Để các hoạt động vui chơi thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tại các sân chơi, huyện đoàn cũng đã cử các bạn đoàn viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp có năng khiếu xuống cơ sở giúp đỡ các chi đoàn. Chúng tôi chú trọng tập trung vào các hoạt động như là đồng hành cùng với thanh niên trong việc là tiếp sức mùa thi, hỗ trợ đoàn viên thanh niên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tham gia thi đại học năm 2015. Cùng với đó chúng tôi tổ chức các hoạt động tiếp nhận đoàn viên thiếu nhi về sinh hoạt hè, trong đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, tổ chức hoạt động hội thi, các hoạt động nhằm đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động như là xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông. Qua mỗi buổi sinh hoạt đoàn, qua mỗi hoạt động vui chơi bổ ích trong dịp hè sẽ góp phần quản lý tốt các bạn đoàn viên, các em thiếu nhi trong dịp nghỉ hè 2015 trên địa bàn huyện Bắc Quang. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.